Xin chào anh, chào các cơ trả lời tôi tính. Tôi sẽ thử hai cái sản phẩm mà tôi kèm theo con máy tính HP nhé. Đầu tiên đó là cái con chuột Razer M390. Con này nó có 1600 dp này, pin này, USB nano này, cũng có USB, rồi wifi 2.4 này. Đó, nó tính năng nổi bật của nó vậy. Đây tôi đã tháo ra và lắp. Nó tương đối là nhạy nhá. Tôi đã thử hết. Và nó rất là nhạy. Nói chung thao tác về văn phòng thì rất là ok. Còn nếu bạn muốn loại xịn hơn, nhanh hơn thì bạn mới chơi game thì bạn phải sử dụng loại khác, còn không bạn loại này cũng được. Cái này giá niêm yết của họ là 200k. Rồi cái thứ hai. Hai tôi mở hộp đó là cái pin sạc dự phòng, cái này tôi được tặng nhá. Nó giá của nó niêm yết giá bán là đây, sạc dự phòng Lion 10.000 Umi Travel cái gì ạ, SC 10.000 trắng, năm sản xuất 2020. Cái này giá niêm yết người ta là 599k nhá, nó chỉ 10.000 mAh. Rồi bây giờ tôi sẽ mở hộp nhá. Cái này đồ tặng kèm. Bạn em mình cứ mở hộp xem các bạn thích cái nào, bạn có thể mua xem cái này có đáng mua không. Rồi nó còn một sạc. Nói chung thì open này nó là open here. Mở đây. Mình thì cái đồ được tặng cái này được khá nhiều nhé, được khá nhiều đồ. Về con sạc dự phòng ngày xưa mình có một con của FPT, FSI nó cũng tặng một con, hiện tại vẫn đang dùng. Rồi, khó mở thật đấy. Trong một củ sạc, một sách hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn các bạn sử dụng sạc, rồi là sử dụng cách bảo quản gì đó. Cái này nó chẳng có gì nữa. À đây, có một cái túi các bạn nhé, có một cái túi để cho chúng ta đeo, có một cái túi nhé. Đây, ta sẽ nhìn thấy cái người ta quảng cáo đây được. Ta sẽ bỏ cái cục sạc dự phòng vào đây, đó, và treo đi. Rồi về con này đây, hiện tại là còn 3 pin, nhưng màu trắng rất sang trọng. Và nó cái cổng nhé, cổng out này, cổng in này, có thể sạc hai cổng micro USB và cổng Type C. Out thì có hai cổng, bạn có thể sạc hai cổng, sử dụng bằng hai cổng luôn. Thông số của nó là 10.000 mAh. Rồi ta có thể sử dụng đây, khi không sử dụng cho vào đây, kéo túi này đây mà xách đi. Ok vậy. Rồi tiếp theo là một cái dây Evolu, cái dây cáp micro USB sạc và truyền dữ liệu. Con này có thể truyền dữ liệu nhé, giá nên biết nó 69k. Tôi sẽ mở hộp nhé. Cáp thì nhiều lắm, nói chung thì cứ để dành những lúc mà khác có lúc dùng đấy. Đây, cáp nó chỉ ngắn nhé, chỉ dành laptop hoặc cái gì tham mình không táo. Nói là cổng micro USB nhá, không phải cổng Type C. Ta có thể sử dụng sạc này hoặc là truyền máy tính này. Ok. Rồi. Còn các bạn muốn mua sản phẩm nào, các bạn bình luận bên dưới, mình sẽ để cái link mua sản phẩm bên đó các bạn cần mua.
hoặc sử dụng bền không, hoặc bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ đánh giá con này thời gian, mình sẽ bình luận bên dưới nhé, xem dùng nào nhé. Ở video mình xin tạm dừng đây, các bạn like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.